Ngày 14 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuyến 18 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, năm 2014, Tuyến và chị NTNT, tên viết tắt, chung sống và có với nhau hai người con. Quá trình chung sống, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn do Tuyến nghi ngờ chị T có quan hệ tình cảm với người khác. Tối ngày 20 tháng 1, sau khi đi ăn tất niên về, Tuyến đến tiệm cắt tóc ở đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Mê Thuật để đón chị T nhưng không thấy. Tuyến hỏi người làm trong tiệm thì được biết chị T đã về. Tuyến điện thoại cho chị T nhiều lần nhưng không thấy bắt máy. Khoảng 21 giờ cùng ngày, trong lúc đi tìm, Tuyến thấy một thanh niên chạy xe máy chở chị T trên đường Lê Duẩn đuổi theo nhưng không kịp. Tuyến về nhà lấy một con dao và tiếp tục đi tìm thì thấy chị T ngồi trên xe taxi tại đường Samram, phường Ea Tam. Tuyến đến kéo chị T ra ngoài rồi đấm đá nhiều cái vào người chị T. Chị T vùng chạy được một đoạn thì gặp anh trai là Nguyễn Ngọc Sơn đang đậu xe ô tô gần đó nên leo lên xe đóng cửa lại. Cùng lúc này, Tuyến cũng đuổi kịp rồi mở cửa xe ô tô và dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị T. Sau khi được can ngăn, Tuyến về nhà lấy quần áo bỏ trốn, còn chị T được đưa đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến ngày 23 tháng 1, Tuyến đến công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.